IMF kêu gọi chấm dứt chiến tranh Ukraine, Nga chặn thông cáo chung. Anh đàm phán để tăng nhập khẩu năng lượng Mỹ. Kho dự trữ khí đốt của Đức được lấp đầy sớm hơn dự kiến. Liên minh kinh tế Á Âu muốn Việt Nam mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp và rượu. Quốc gia kỳ lạ, nơi ô tô second hand còn đắt cấp đôi những chiếc xe mới. Mỹ sẽ đòn sát thủ chip để Trung Quốc trở lại thời kỳ đồ đá. Tất cả nội dung sẽ có trong bản tin kinh tế ngày 15 tháng 10 của DKN TV. Hoàng Nguyên xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo IMF cho biết vào ngày 14 tháng 10, các quốc gia thành viên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đưa ra lời kêu gọi chung gần như là nhất trí để cho Nga chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine. IMF đã gọi cuộc xung đột Ukraine là nhân tố lớn nhất để thúc đẩy lạm phát và kiềm hãm nền kinh tế toàn cầu, theo hãng tin Reuters. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Kavino đã nói Nga đã chặn việc ban hành một thông cáo chung về vấn đề này trong cuộc họp ủy ban tài chính và tiền tệ quốc tế. Anh đàm phán để tăng nhập khẩu năng lượng Mỹ Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 10, đài Sky News đưa tin, giới chức chính phủ Anh đang đàm phán với các nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG lớn của Mỹ về thỏa thuận tăng cường nhập khẩu năng lượng trước nhu cầu tăng đột biến vào mùa đông này. Theo đó, chính phủ Anh đang thảo luận về các thỏa thuận mua đáng kể LNG với các công ty như Genier và Venture Global. Các thỏa thuận có thể kéo dài 2 năm hoặc hơn. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 10 trong một tuyên bố, Bộ kinh tế của Đức cho biết, nguồn cung khí đốt của nước này đã được tăng cường cho mùa đông tới khi lượng dự trữ trong ngày 14 tháng 10 vượt mức trung bình 95% công suất, cụ thể ở mức 95,14%. Bộ trưởng kinh tế Đức Robert Habeck đã gọi đây là một cột mốc quan trọng. Ông cho biết, các biện pháp của chính phủ thông qua mới đây đã giúp cho điều tiết thị trường khí đốt và do đó nước này có thể lắp đầy kho dự trữ sớm hơn dự kiến dù Nga đã ngừng giao khí đốt qua đường ống dòng chạy phương Bắc 1. Theo Bộ Kinh tế của Đức cho biết, dự trữ khí đốt của nước này vào tháng 10 năm 2021, vài tháng trước khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine ở mức 72%. Trong tháng 7 vừa qua, Đức đã thông qua một loạt biện pháp để tăng dự trữ khí đốt lên mức 95% công suất vào tháng 11. Chính phủ Đức cho biết các biện pháp tiết kiệm năng lượng áp dụng trong những tuần gần đây và việc mua lượng lớn khí đốt từ các nhà cung cấp khác đã giúp cho tăng dự trữ khí đốt của nước này. Đức đã chi 1,5 tỷ euro, tương đương với 1,46 tỷ đô la Mỹ để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có Qatar và Mỹ là các nhà cung cấp chính. Nước này có kế hoạch xây dựng thêm 5 kho chứa và tiếp nhận LNG nhập khẩu. Trong khi đó, Pháp cho biết đã bắt đầu vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Đức như là một phần cam kết của Pháp nhằm để thể hiện tinh thần đoàn kết trong Liên minh châu Âu-EU trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Berlin cũng đã đưa ra các biện pháp cho phép tăng mức tiêu thụ điện than và giảm tiêu thụ năng lượng tại các tòa nhà công cộng. Liên minh Kinh tế Á-Âu muốn Việt Nam mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp và rượu. Thưa quý vị, các quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ nằm trong Liên minh Kinh tế Á-Âu muốn Việt Nam mở cửa thị trường cho một số sản phẩm rượu cô nhắc, tăng xuất khẩu lúa mì, thịt bò và phân bón. Theo thông tấn xã Việt Nam cho biết, Yêu cầu này được đưa ra nhân cuộc họp tổng kết 5 năm thực hiện hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Á Âu diễn ra vào ngày 13 tháng 10 tại trụ sở Ủy ban Kinh tế Á Âu. Á Âu bao gồm Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kazakhstan. Theo kết quả đánh giá được đưa ra tại cuộc họp, kết quả 5 năm đầu thực hiện FTA đã cho thấy tốc độ tăng trưởng ổn định trong kim ngạch thương mại giữa Á Âu và Việt Nam với mức tăng 32,2% từ 5,9 tỷ đô la Mỹ năm 2017 lên 7,8 tỷ đô la Mỹ năm 2021 theo số liệu của Á Âu. Phía của Việt Nam cho biết sẽ xem xét yêu cầu mở cửa thị trường cho các sản phẩm sự và nông nghiệp của Á Âu. Theo thông tấn xã Việt Nam, xuất khẩu của Việt Nam vào Á Âu trong năm 2021 đạt khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,3% và nhập khẩu đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,7%. Quốc gia kỳ lạ, nơi ô tô second-hand còn đắt gấp đôi những chiếc xe mới Thưa quý vị, Pakistan là một nơi khác thường khi nói về ô tô. Bạn có thể mua một chiếc xe mới, vi vu nó trong nhiều năm rồi bán đi, với giá còn cao hơn so với lúc mua. Lambert dẫn thông tin từ ông Muhammad Jamir, trưởng bộ phận bán hàng của Foundation Security, đã cho biết rằng ông đã mua một chiếc hatchback của Suzuki Motor Corporation vào năm 2019. Ba năm sau, sau khi đã lái được 12.000 km ở Karachi, chiếc xe của ông đã được định giá cao hơn 65% so với giá gốc. Theo Optimus Capital Management FVT có trụ sở tại Karachi, một chiếc Toyota Corolla mua cách đây 5 năm với giá 2 triệu rupee tương đương với 8.766 đô la Mỹ, có thể được bán trên thị trường xe cũ với giá là 3,2 triệu rupee, tăng 60% trước khi điều chỉnh theo lạm phát. Đồng tiền mất giá, hoạt động thương mại với nước ngoài bị giới hạn và lạm phát cao đã góp phần làm tăng thị trường của những chiếc xe, thậm chí là còn tạo ra một thị trường điên cuồng đối với những chiếc ô tô đã qua sử dụng. Pakistan tổng cộng đã vay quỹ tiền tệ quốc tế 13 lần kể từ cuối những năm 1980 và thu nhập bình quân đầu người hầu như là không thay đổi. Nước này nằm trong số các quốc gia có lạm phát tăng nhanh nhất ở châu Á. Đồng rupee đã giảm gần 300% kể từ năm 2000. Mỹ sẽ đòn sát thủ chip để Trung Quốc trở lại thời kỳ đồ đá. Thưa quý vị, vào hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 10, Hoa Kỳ đã đưa ra một biện pháp kiểm soát xuất khẩu toàn diện và nghiêm ngặt nhất nhằm để hạn chế việc đảng Cộng sản Trung Quốc kết hợp dân sự và quân sự sử dụng công nghệ chip của Mỹ để phát triển siêu máy tính, AI và các công nghệ khác. Theo các nhà phân tích đã chỉ ra rằng, loạt biện pháp này có lẽ là một sự thay đổi chính sách lớn nhất của Mỹ kể từ những năm 1990 đối với việc xuất khẩu công nghệ cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Các điều khoản này nghiêm ngặt tương tự như là các lệnh trừng phạt trước đây của Hoa Kỳ đối với Huawei và nó đã được mở rộng ra toàn bộ ngành công nghiệp chip của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu được triển khai hiệu quả, nó có thể khiến cho ngành công nghiệp chip của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị tụt hậu hơn một hoặc là hai thế hệ. Những người trong ngành đã cho biết, nếu lệnh cấm mới được thực hiện nghiêm túc, điều này tương đương với việc đưa công nghệ chip của Đảng Cộng sản Trung Quốc trở lại thời kỳ đồ đá Hạ nghị sĩ Michael McCaul bang Texas, thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cũng đã ca ngợi những hạn chế mới của chính quyền Biden đối với Trung Quốc trong một tuyên bố vào ngày 7 tháng 10. Ông nói: "Nếu cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại thực thi các quy định này theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, thì điều đó sẽ đánh trúng trọng tâm các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc, lệnh cấm nhằm để ngăn chặn Trung Quốc phát triển năng lực quân sự và khả năng giám sát." Vào ngày 7 tháng 10, Mỹ đã tham nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc, Yanti Memory Technology và 30 đơn vị khác của Trung Quốc vào danh sách chưa được xác minh. Bị đưa vào danh sách chưa được xác minh là một tiền đề để liệt vào danh sách đen. Các quan chức tòa Bạch Ốc đã nói, những hạn chế này là cần thiết để ngăn Trung Quốc phát triển quân đội, vũ khí và thiết bị tối tân nhằm để tăng cường hơn nữa mạng lưới giám sát của họ. Mạng lưới giám sát Internet của Trung Quốc hiện nay là một trong những mạng lưới tinh vi nhất trên thế giới. Theo bà Thierry Roman-Kengler, trợ lý Bộ trưởng Thương mại về Quản lý xuất khẩu cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 10, rằng Trung Quốc đã đầu tư đáng kể vào nguồn lực, vào việc phát triển siêu máy tính và tìm cách trở thành một quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030. Nước này đang sử dụng những khả năng trên để giám sát và theo dõi các công dân của chính mình, và tăng cường sức mạnh cho việc hiện đại hóa quân đội của họ. Lệnh cấm mới đã đẩy Trung Quốc trở lại thời kỳ đồ đá. Theo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Mỹ, một số chip dành cho trí tuệ nhân tạo, máy tính hiệu suất cao và siêu máy tính được sản xuất bằng công nghệ của Hoa Kỳ chỉ có thể được bán cho Trung Quốc khi có giấy phép xuất khẩu, trong khi những giấy phép này rất khó xin được. Ngoài ra, Washington cũng cấm công dân hoặc là tổ chức Hoa Kỳ làm việc với các nhà sản xuất chip Trung Quốc trừ khi có được chấp thuận đặc biệt. Ông Jean Lewis, chuyên gia an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đã cho biết, điều này sẽ khiến cho Trung Quốc thụt lùi lại một vài năm. Ông Ngô Tư Hạo, giám đốc điều hành của China Renaissance cũng đã nhận định rằng, nói dễ hiểu các công ty Trung Quốc về cơ bản đã trở lại thời kỳ đồ đá. Người dùng Trung Quốc hiện chiếm gần một phần tư nhu cầu chip toàn cầu. Các nhà cung cấp nước ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng một số nhà phân tích đã cho rằng, động lực chính của Mỹ là làm chậm lại sự phát triển công nghệ bán dẫn tiên tiến nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nhà sản xuất hàng đầu trong ngành như là TSMC hay là Intel sẽ được hưởng lợi. Các công ty sản xuất bộ nhớ cạnh tranh trực tiếp với YMTC như là Kyocera của Nhật Bản cũng sẽ có lợi. Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ SIA đại diện cho các nhà sản xuất chip cho biết, họ đang nghiên cứu các quy tắc và đốc thuốc chính phủ để thực thi các quy tắc một cách có mục tiêu và làm việc với các đối tác quốc tế nhằm để tạo được một môi trường cạnh tranh bình đẳng. Vũ khí bí mật, quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài, FDPR. Thưa quý vị, lần này chính quyền Biden đã sử dụng một vũ khí bí mật ít được biết đến, đó là quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài, FDPR. Quy tắc này không chỉ áp dụng cho các nhà sản xuất chip của Mỹ mà cho bất kỳ công ty chip nào trên thế giới sử dụng thiết bị hoặc là phần mềm của Mỹ. Ngày nay, hầu như tất cả các con chip đều được làm bằng các công cụ của Mỹ hoặc được thiết kế bằng phần mềm của Mỹ. Vào năm 2020, chính quyền tổng thống Trump đã cắt nguồn cung cấp chip cho Huawei, nhưng sau đó đã phát hiện rằng một số nhà máy bên ngoài Hoa Kỳ vẫn gửi chip cho Huawei. Để bịt lỗ hổng này vào tháng 8 năm 2020, các nhà quản lý Hoa Kỳ đã tung ra vũ khí bí mật FDBR. FDBR là làm tê liệt hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei. Hai năm sau, Hô Quay không chỉ mất doanh thu mà còn mất vị trí dẫn đầu trong ngành. Các siêu máy tính có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ quân sự khác. Các chuyên gia trong ngành đã cho biết, định nghĩa mới của Hoa Kỳ về siêu máy tính có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc các quy tắc mới ảnh hưởng đến Trung Quốc như thế nào. Quy tắc mới của Hoa Kỳ định nghĩa một siêu máy tính là sức mạnh tính toán trong một không gian xác định, tức là khả năng thực hiện 100.000 tỷ hoạt động mỗi giây trong không gian 41.600 feet khối. Ông Fion, nhà tư vấn tại công ty AI Cambrian đã cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải phát triển công nghệ sản xuất của riêng mình. Họ sẽ phải phát triển công nghệ vi xử lý của riêng mình để thay thế những công nghệ của Mỹ hoặc là phương Tây mà họ đang sử dụng hiện nay. Ông đã nói thêm rằng, trong trường hợp này có thể mất từ 5 đến 10 năm để cho Trung Quốc bắt kịp công nghệ hiện đại. Quy định FDPR yêu cầu sự hợp tác của các nhà sản xuất chip bên ngoài Hoa Kỳ. Đáp lại tuyên bố trên của Hoa Kỳ, Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết, từ lâu ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan đã phục vụ khách hàng toàn cầu và rất coi trọng việc tuân thủ luật pháp. SK Hynix của Hàn Quốc, một trong những nhà sản xuất chip lớn nhất của thế giới, có nhà máy tại Trung Quốc cho biết, sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Hàn Quốc về việc này các thể chế chính trị khác nhau quyết định cách thức phát triển và sử dụng công nghệ khác nhau. Vào giữa tháng 9, Dự án Nghiên cứu Năng lực Cạnh tranh Đặc biệt SCSP đã phát hành một báo cáo có tựa đề Những thách thức giữa thập kỷ đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhiều thành viên của SCSP là cựu thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia về trí tuệ nhân tạo NSCIA do Quốc hội Hoa Kỳ trước đây đã thành lập. Báo cáo cho biết, các thể chế chính trị khác nhau sẽ quyết định cách thức phát triển và sử dụng công nghệ khác nhau. Cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ quyết định công nghệ được sử dụng để cải thiện xã hội và phúc lợi cho con người, hay là để kiểm soát và giám sát con người. Điều này các hệ tới xã hội tự do, thị trường mở, chính phủ dân chủ và trật tự thế giới trong tương lai, bắt nguồn từ tự do thay vì ép buộc thưa quý vị phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế cập nhật của dkn tv cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình chúc quý vị sức khỏe và bình an hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo